chào quý vị và các bạn. Thưa quý vị, hiện cơn bão số 2 vẫn đang di chuyển theo hướng Tây Bắc do ảnh hưởng hoàn lưu của bão mà tại khu vực Bắc và giữa của Biển Đông có gió mạnh cấp 9, cấp 11, vùng gần tâm bão đi qua cấp 12, cấp 13, giật cấp 15, cấp 16. Vùng biển của quần đảo Hoàng Sa có gió mạnh dần lên cấp 9, cấp 10, vùng gần tâm bão cấp 13, cấp 14, giật cấp 16, cấp 17, biển động dữ dội. Dự báo với hướng di chuyển tiếp tục theo hướng Tây Bắc thì từ chiều ngày mai ngày 18 tháng 7, tại vùng biển khu vực Vịnh Bắc Bộ sẽ có gió mạnh dần lên cấp 8, sau tăng lên cấp 9, cấp 10. Vùng gần tâm bão đi qua cấp 11, cấp 12, giật cấp 14, cấp 15, biển động dữ dội với những con sóng biển cao từ 5 cho đến 6 mét. Như vậy là cơn bão này tiếp tục sẽ gây thời tiết rất xấu trên biển và từ khoảng chiều tối và đêm ngày mai thì hoàn lưu của nó có thể sẽ gây ra mưa lớn cho các tỉnh khu vực đất liền phía Đông Bắc Bộ. Còn tại các tỉnh ven biển như là tại khu vực Quảng Ninh, Hải Phòng, Thái Bình, Nam Định, Thanh Hóa, ngoài mưa lớn sẽ còn có gió mạnh cấp 9, cấp 10, cấp rất nguy hiểm, có thể làm gãy cây, tốc mái nhà. Ngày 19 sau khi đi vào đất liền thì gió mạnh sẽ giảm dần, tuy nhiên thì mưa lớn tiếp tục xảy ra đối với toàn khu vực Bắc Bộ. Đợt mưa bão này được nhận định có lượng mưa phổ biến trong khoảng 100-200mm, một vài nơi có thể sẽ lên cao hơn. Sức tàn phá của cơn bão là vô cùng nguy hiểm, do vậy ngay từ bây giờ các địa phương nên đưa ra các biện pháp ứng phó kịp thời, tuyên truyền cho người dân về thông tin cơn bão để người dân có biện pháp bảo vệ nhà cửa, tài sản, cây trồng và vật nuôi, hạn chế thấp nhất thiệt hại có thể xảy ra. Đặc biệt lưu ý với ngư dân trên biển thì nên neo đậu an toàn và tìm nơi tránh trú kịp thời, tuyệt đối không nên ra khơi trong thời điểm này. Hoàn lưu của cơn bão số 2 cũng sẽ gây ra mưa cho các tỉnh khu vực Bắc Trung Bộ, bao gồm có Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh và đặc biệt là hai tỉnh Thanh Hóa và phía Bắc của Nghệ An cũng sẽ có mưa vừa, mưa to đến rất to và dông trong 2 ngày tới. Khu vực còn lại của miền Trung, đối với các tỉnh khu vực từ Quảng Bình trở vào cho đến khu vực Bình Thuận thì mưa dông cũng xảy ra rải rác trong khoảng ngày 18, ngày 19, nhưng mà với lượng ít hơn hẳn so với các tỉnh khu vực Bắc Trung Bộ. Tuy nhiên lưu ý là vùng ven biển của khu vực này cũng sẽ xuất hiện gió mạnh và sóng cao, ngư dân cần đặc biệt lưu ý không nên ra khơi xa. Từ ngày 20 thì mưa dông và gió mạnh sẽ giảm nhanh, thời tiết sẽ trở nên thuận lợi hơn với cuộc sống sinh hoạt của người dân. Mưa bão đang hoành hành tại các tỉnh phía Bắc, tuy nhiên thì thời tiết tại các tỉnh thành phía Nam sẽ không quá xấu. Ngoại trừ có ngày mai khi mà gió Tây Nam còn có cường độ mạnh thì toàn khu vực sẽ có mưa dông xảy ra nhiều nơi, có nơi sẽ xuất hiện mưa vừa đến mưa to. Đặc biệt lưu ý là với các tỉnh ven biển khu vực Nam Bộ như là tại Cà Mau, Bạc Liêu, Sóc Trăng cần tiếp tục đề phòng với gió giật mạnh trong cơn dông. Tuy nhiên là đến 2 ngày nghỉ cuối tuần thì gió mùa Tây Nam sẽ dần suy yếu, mưa dông vì thế cũng giảm hơn trên khu vực, chỉ còn tập trung nhiều vào chiều tối cho đến đêm. Thời tiết tại khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ sẽ có nắng và ít mưa trong khoảng sau 8 giờ sáng đến 15 giờ chiều hàng ngày, với nhiệt độ phổ biến từ 28 đến 31 độ tại khu vực Tây Nguyên và từ 30 đến 33 độ cho các tỉnh Nam Bộ. Do ảnh hưởng của cơn bão số 2 nên trong khoảng 3 ngày tới, toàn khu vực Bắc Bộ sẽ có mưa vừa đến mưa to, có nơi mưa rất to và dông. Cần đề phòng lũ quét, sạt lở đất ở vùng núi, ngập úng ở vùng trũng thấp và gió mạnh, đặc biệt là tại các tỉnh vùng ven biển từ Quảng Ninh cho đến khu vực Thanh Hóa, Nghệ An. Còn tại khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ, ngày 18 còn duy trì mưa vừa, có nơi mưa to và dông, đề phòng gió giật mạnh trong cơn dông, sau mưa sẽ suy giảm dần về cường độ. Những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại bản tin thời tiết dự báo cho 3 ngày của Đài truyền hình kỹ thuật số VTC. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.